Thưa quý vị, để đảm bảo cho nhu cầu tham quan, du lịch văn hóa, tâm linh của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, thời điểm này, các di tích cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang, trang trí để chuẩn bị phục vụ nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những điểm đến văn hóa nổi bật, thu hút hàng ngàn khách tham quan chiêm bái mỗi dịp xuân về, di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên từ vài tháng nay đang được gấp rút trùng tu hạng mục nhà bái đường để kịp đưa vào phục vụ các hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, Bảo tàng Đồng Nai, đơn vị quản lý di tích cũng chỉ đạo cải tạo khuôn viên, chỉnh trang khuôn viên xanh sạch đẹp để sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách. Trước hết thì cái phục vụ Tết Nguyên Đán thì những cái di tích mà thuộc bảo tàng quản lý thì bảo tàng cũng cố gắng hết sức mình để chỉnh trang cảnh quan môi trường để cho bà con đến chiêm bái hoặc là thắp hương. Rồi trong cái nhiệm vụ trước mắt thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà nhanh nhất, tốt nhất có thể để chúng ta dọn chỉnh trang cái văn miếu Trấn Biên. Thứ hai là ở ngay tại bảo tàng này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch là sẽ trưng bày một cái chuyên đề ngoài trời về cái Tết xưa của vùng đồng bào Nam Bộ để bà con nhân dân đến để tham quan. Tại di tích chùa Ông, thất phủ cổ miếu Cụ La Phố, không chỉ đến thời điểm Tết này mà ngay từ đầu năm 2023, ban trị sự chùa đã thực hiện chỉnh trang làm mới một số hạng mục như cải tạo nhà nghỉ cho khách, sơn mới toàn bộ kiến trúc chùa, gác vàng lại các kiến trúc gỗ, cải tạo khuôn viên trước sân chùa để vừa tạo không gian cho nhân dân thuận tiện chiêm bái, vừa phục vụ cho lễ hội chùa Ông diễn ra vào dịp đầu năm mới. Năm nay thì tính ra cái việc mà chỉnh trang tu sửa lại để được phục vụ, để được kỷ niệm 340 năm cũng như là phục vụ cho cái Tết và cái lễ hội của năm 2024 thì từ nguồn kinh phí xã hội hóa của chùa, từ cái nguồn mà coi như là vận động của các bà con, người ta phát tâm, người ta ủng hộ, người ta đóng góp đó, thì con số cũng lên trên 3-4 tỷ. Gần đến dịp Tết thì ngành văn hóa thao lịch sẽ có một chuyến công tác để đến các di tích quan trọng. Chúng tôi sẽ có việc triển khai cho các huyện, các thành phố cùng phối hợp với sở để chúng ta chỉnh trang, chúng ta làm vệ sinh, chúng ta trang hoàng trang trí ở các di tích. Ngành văn hóa cũng sẽ đích thân đi một số điểm để kiểm tra cái việc tổ chức các lễ hội ở các di tích, đảm bảo đúng theo cái quy định của Bộ Hóa Thảo Lực và tuyệt đối không để xảy ra các cái hiện tượng chèo kéo khách, rồi các hiện tượng mê tín dị đoan, rồi các hiện tượng đốt pháo v.v. Toàn tỉnh hiện có 68 di tích xếp hạng và hơn 1.500 di tích phổ thông được phân cấp quản lý cho các đơn vị và các địa phương trực thuộc. Hiện, toàn bộ di tích đã và đang được đẩy nhanh công tác chỉnh trang, phục vụ khách dịp Tết. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, không chỉ trước, trong mà cả sau Tết, Sở cũng sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn thanh kiểm tra tình hình di tích cũng như hoạt động lễ hội, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết vui tươi, an toàn, phấn khởi.